Câu chuyện về những người sản xuất, sát thủ tiêu diệt B-52. Quý vị và các bạn thân mến, máy bay B-52 là loại máy bay ném bom chiến lược hạng nặng, tầm xa, rất nổi tiếng của Không quân Hoa Kỳ, sản xuất từ năm 1954. Lần đầu tiên B-52 tham chiến là tại Việt Nam và được nổi tiếng với uy lực ném bom giải thảm tàn phá ghê gớm của nó. Thế nhưng, trong chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, cùng với lực lượng phòng không khác, các tiểu đoàn tên lửa của ta đã giáng những đòn chí mạng vào B-52 của Mỹ. Ít người biết rằng, để đảm bảo đủ đạn dược, nhất là đạn cho các tiểu đoàn tên lửa, biết bao chiến sĩ kỹ thuật đã thầm lặng hy sinh để phục vụ chiến đấu. Chuyện về những người lính kỹ thuật năm nào đã được tái hiện qua lời kể của Trung tướng Lương Hữu Sắt, nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Không quân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cơn sốt đạn tên lửa. Theo lời kể của tướng Sắt, trước khi cuộc chiến nổ ra, Tư lệnh Lê Văn Chi thay mặt Bộ Tư lệnh Quân chủng báo cáo xác định rõ, lần này Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B-52, chủ yếu vào Hà Nội, sau đó là Hải Phòng. Hướng tập kích và đường bay chủ yếu đánh vào Hà Nội là từ Tây Bắc và Tây Nam. Đầu năm 1972, ta mở chiến dịch Trị Thiên. Trên đã lệnh cho Cục Kỹ thuật chuyển 700 quả đạn vào chiến trường. Thế nhưng do đường xa hiểm trở, địch phải đánh phá rất ác liệt, nên ròng rã suốt 4 tháng trời mới chỉ chuyển được 400 quả đạn. Tháng 4 năm 1972, Đế quốc Mỹ ném bom ra miền Bắc. Việc vận chuyển đạn phải ngừng lại. Trung đoàn 257, 275, rồi cả các đơn vị của sư đoàn 361, 363 cũng lần lượt di chuyển ra Bắc, nhưng không chuyển đạn ra được. Tình hình đạn tên lửa ở miền Bắc lúc ấy khá khó khăn. Cục kỹ thuật phải tính toán giải quyết khó khăn này bằng cách phục hồi 300 quả đạn hỏng đang nằm ở kho Sóc Sơn, Quảng Ninh từ năm 1967. Đây là việc không hề đơn giản. Quân chủng tổ chức hai dây chuyền sản xuất đạn, lại chỉ thị cho sư đoàn 361 và 363 tổ chức tiếp hai dây chuyền nữa. Cán bộ, chiến sĩ lăn lưng ra làm việc không quản ngày đêm mới khôi phục được 300 quả đạn để cấp phát cho các đơn vị. Tháng 8 năm 1972, số đạn Liên Xô hỗ trợ cho ta mới đến ga Đồng Đăng. Quân chủng giao cho Cục Kỹ thuật lập trạm tiếp nhận ở Lạng Sơn. Tuy nhiên, để số đạn tên lửa kia về được mỗi trận địa, công đầu thuộc về cán bộ, chiến sĩ, các tiểu đoàn kỹ thuật. Bởi lẽ, đạn tên lửa được tháo rời từng bộ phận, đóng vào các hòm khác nhau. Hòm đầu đạn, hòm đuôi, hòm cánh, hòm nhiên liệu. Đến ga tàu, phải dùng cần cầu để cầu xuống. Trung tướng Lương Hữu Sắt kể, chúng tôi phải sử dụng xe chuyên dụng vận chuyển những thùng đựng đạn đến nơi cất giấu an toàn, cách đó vài chục cây số, mà phải di chuyển trong đêm để tránh con mắt cú vọ của kẻ thù. Ngay cả việc vận chuyển đạn tên lửa về trận địa Hải Phòng hay Hà Nội cũng gặp muôn vàn khó khăn. Nó đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng rất cao. Chỉ cần sai sót nhỏ sẽ dẫn đến sự thiếu đồng bộ, bởi mỗi hòm là một bộ phận của quả đạn, tài liệu thì lại không đi kèm. Thật mừng là tình trạng lạc hòm hay nhầm lý lịch đã không xảy ra. Cứ tuần tự như thế, đến tháng 11 năm 1972, 1.000 quả đạn tên lửa đã được chuyển an toàn từ nước bạn về Việt Nam. Khi ta bước vào chiến dịch 12 ngày đêm, các đơn vị tên lửa trên miền Bắc cũng có một số đạn dự trữ, nhưng không đáng kể. Để phục vụ cho các trận địa tên lửa của Hà Nội và thành phố Hải Phòng, có 2 tiểu đoàn, 2 dây chuyền sản xuất đạn. Họ được bổ sung thêm quân liên tục, thay nhau sản xuất cả ngày lẫn đêm để kịp có đạn cho bộ đội chiến đấu. Tuy nhiên, mới chỉ qua 2 đêm đầu tiên của chiến dịch, nguy cơ thiếu đạn tên lửa đã xảy ra. Ngay cả khi Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân chủ trương dành tên lửa chỉ đánh B-52 thì hầu như đêm nào cũng có những tiểu đoàn phải đánh đến quả đạn cuối cùng. Bởi lẽ, mỗi một mục tiêu B-52 có khi ta phải bắn vài ba quả. Theo Trung tướng Sắt, nguyên nhân là do thời gian đầu, quân ta chưa quen đánh B-52 nên bắn nhiều, hiệu suất không cao, lại tốn đạn. Dần dần, các tiểu đoàn tên lửa bắt đầu bắn tiết kiệm, chủ yếu nhắm vào B-52. Bên cạnh đó, các dây chuyền sản xuất tên lửa được bổ sung cán bộ, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao liên tục thay nhau sản xuất. Nhớ lại những ngày tháng ác liệt mà hào hùng ấy, ông Nguyễn Trung Lữ, chủ nhiệm kỹ thuật Trung đoàn 361 cho biết, sau mỗi trận chiến đấu với máy bay địch, số lượng đạn thiếu, lượng dự trữ rất mỏng, đạn tốt không nhiều. Các ốc nối tầng tên lửa cũng không được đồng bộ, bộ phận cung cấp đạn luôn phải làm việc hết công suất để phục vụ chiến đấu.
Theo lời kể của những cựu binh năm nào, trong gần 20 trận đánh, thì trận sáng ngày 21 tháng 12 năm 1972 là trận tiết kiệm đạn nhất. Phương án tác chiến cũ, theo lý thuyết của Liên Xô là đánh B-52 phải bắn 3 quả một lần để nâng cao hiệu suất tiêu diệt. Nhưng đến ngày 20 tháng 12, ta bắt đầu xuất hiện tình trạng thiếu đạn. Đạn sản xuất không đủ để phục vụ chiến đấu. Tiểu đoàn 57 ở Đại Đồng được xác định là trận địa chủ chốt, ưu tiên đạn tương đối nhiều. Nhưng rạng sáng ngày 21 tháng 12 chỉ còn 4 quả đạn. Trung đoàn chỉ thị phải hết sức tiết kiệm, mỗi lần đánh nhiều nhất là 2 quả, không thì chỉ được 1 quả. Ông Nguyễn Đình Kiên, sĩ quan điều khiển D-57 thuộc Trung đoàn 361 nhớ lại. Tôi vẫn nhớ hồi kháng chiến, bộ đội ta có câu, một viên đạn là một quân thù. Bây giờ ta thực hiện câu nói đó, mỗi quả đạn là một B-52. Dù lượng đạn còn rất ít, nhưng anh em quyết săn bằng được B-52. Sản xuất tên lửa bằng một chiếc cần cầu. Nhớ lại thời điểm thiếu tên lửa tiêu diệt thần sấm Mỹ, tướng Sắt cho biết, việc đó không chỉ gây khó khăn cho các lực lượng chiến đấu, mà với lính kỹ thuật, trong đó có tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn 361. Đây cũng là nỗi trăn trở hơn bao giờ hết. Theo tướng Sắt, quy trình tiếp nhận, lắp đặt và vận chuyển tên lửa không hề đơn giản, bởi chúng không giống như các loại đạn khác. Với tên lửa dùng cho SAM-2, SAM-3, để sử dụng phải qua một dây chuyền lắp ráp khá phức tạp và tốn nhiều thời gian. Đạn tên lửa được tháo rời từng bộ phận, đóng vào các hòm khác nhau, đến ga tàu phải dùng cần cầu để cầu xuống. Khi vận chuyển thì phải dùng xe chuyên dụng chở những thùng đựng đạn đến nơi cất giấu an toàn cách đó vài chục cây số và phải đảm bảo bí mật. Vị trung tướng xúc động. Hồi ấy, tôi thường xuyên bắt gặp những chiếc xe của tiểu đoàn kỹ thuật này. Họ từ Lạng Sơn về Hải Phòng rồi ra Hà Nội và miền Trung, cứ dòng dã thế trong suốt 4 tháng liền cho đến tháng 12 năm 1972. Tại các khu sản xuất đạn tên lửa, không khí làm việc khẩn trương như trong chiến trường. Theo tinh thần, tất cả cho sản xuất đạn tên lửa, tất cả để đánh B-52. Ngày 20 tháng 12 năm 1972, được chính ủy quân chủng giao nhiệm vụ đảm bảo đạn tên lửa cho trận địa, chúng tôi đã trực tiếp xuống xưởng đôn đốc và động viên anh em làm việc. Tuy nhiên, công việc lúc đó không hề dễ dàng, bởi nhiều đơn vị sản xuất gặp khó khăn do thiếu trang thiết bị, dây chuyền sản xuất. Trong khi các vật tư được để thành 3 bãi riêng lẻ, mà chỉ có một dây chuyền sản xuất và một chiếc cần cầu K-61, nên các anh em phải rất vất vả vật lộn với từng công đoạn. Thêm vào đó, trước đây ta bố trí các bãi lắp ráp đạn tên lửa ở xa nhau là để giảm tổn thất nếu bị Mỹ ném bom. Nay tốc độ lắp ráp này không thể nào đáp ứng nổi. Phải cải tiến quy trình, thao tác để làm sao trong một ngày đêm có thể cung cấp được một số lượng đạn tên lửa nhiều hơn. Qua nhiều ngày đêm cùng với anh em trong đơn vị tìm tòi, tiểu đoàn trưởng kỹ thuật Dương Quảng Châu đã đề ra sáng kiến mới. Nạp nhiên liệu sẵn, lắp ráp đạn ngay trên xe kéo đạn và hợp lý hóa một số động tác kỹ thuật. Vì thế mà năng suất lắp ráp đạn trong một ngày đêm tăng lên gấp đôi. Cục hậu cần quân chủng còn cho mở kho, xuất đường, sữa, thịt hộp, lương khô, vốn là tiêu chuẩn dành riêng cho cán bộ, chiến sĩ đi B để bồi bổ sức khỏe cho anh em các tiểu đoàn kỹ thuật. Cả những viên thuốc làm dịu thần kinh, chống cơn buồn ngủ cũng được gửi đến tận tay chiến sĩ. Nhờ những biện pháp tích cực nói trên, tình trạng lắp ráp đạn không theo kịp yêu cầu chiến đấu cơ bản đã được giải quyết. Khi địch đưa B-52 ồ ạt vào ném bom Hà Nội, ta đã có đủ cơ số đạn tên lửa để nghênh tiếp chúng. Điển hình là vào đêm 26 tháng 12, địch sử dụng 105 lần chiếc B-52 đánh liên tục, tập trung vào nhiều mục tiêu quan trọng ở Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên. Có 8 máy bay B-52 bị lưới lửa phòng không của ta bắn hạ. Trung tướng Lưu Hữu Sắt cho biết, ngay từ tháng 8 năm 1971, Cục Kỹ thuật đã được giao nhiệm vụ sửa chữa, cải tiến khí tài, bệ phóng và đạn tên lửa để có thể chống nhiễu không quân Mỹ. Với sự nỗ lực, tập trung cao độ, đến tháng 4 năm 1972, việc cải tiến cho hầu hết các đài điều khiển tên lửa cũng như sửa sang kỹ thuật cho đạn, bệ phóng đã được hoàn thành. Chỉ tính riêng từ tháng 5 đến tháng 12 năm 1972, các đơn vị kỹ thuật đã sửa chữa được 200 quả trên tổng số 290 quả đạn tên lửa bị hỏng và bổ sung cho các đơn vị tên lửa ở Hà Nội, Hải Phòng. Vượt qua những khó khăn thử thách, các chiến sĩ kỹ thuật đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đưa những quả đạn đến vị trí chiến đấu an toàn, tháo gỡ tình trạng thiếu đạn tên lửa đang gây lo lắng trong toàn quân. Chính họ đã góp phần không nhỏ, nhưng thầm lặng, làm nên chiến thắng vẻ vang cho đất nước.
Hãy để lại bình luận của bạn về chiến công thầm lặng của những người sản xuất tên lửa tiêu diệt quái vật B-52 này nhé. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ những video tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.